Hi, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của Trung tâm Gỗ Sồi Hồ Nai. Em xin giới thiệu bộ sưu tập bàn ăn bên em. Đầu tiên là bàn ăn 2 tầng, 6 ghế gỗ sồi. Đây cũng là gỗ sồi. Bàn ăn cổ điển, gỗ sồi 6 ghế. Đây là một dàn 6 ghế hoa hậu gỗ sồi. Vâng, tiếp theo sẽ là bộ bàn 8 ghế gõ. Chân tiện. Đây là bàn vuông gõ 8 ghế luôn ạ. Rồi tiếp đến là một dàn mặt bàn đá. Đá nhân tạo. Gỗ sồi. Vâng, khách đang coi. Em tranh thủ quay cho anh chị xem. Hàng này bên em bán được rất là nhiều. Đẹp. Gỗ sồi. Mặt bàn đá thích hợp cho những người mà đơn giản gọn nhẹ nhưng mà sạch sẽ ạ. Đảm bảo anh chị là đồ ăn thức uống rơi xuống không bị ám lại đâu ạ. Khách vẫn đang chốt. Đây là nguyên một dàn bộ sưu tập bàn ăn nhà em. Hàng rất là đẹp, lên đi rất là nhanh. Anh chị có nhu cầu thì cứ đến bên em tham quan, mua sắm. Đây là bộ 8 ghế, đục chạm rất là tinh xảo. 100% gõ. Mặt rất là dày dặn. Khách đang coi. Khách đang ưng bộ chốt bộ này ạ. Sau đây thì em xin gửi đến hình ảnh của một vài bộ ghế nhé. Anh chị tham quan vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người liên hệ với số điện thoại hiện trên màn hình giúp em. Xin chào.